Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyên Yoga, kênh yoga dành cho các bạn trẻ và người bận rộn. Trong video này, Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn một chuỗi động tác dành cho người mới hoàn toàn. Không cần phải chuẩn bị gì nhiều, hãy bắt đầu tập cùng Nguyên nhé. Và đừng quên bấm theo dõi kênh của Nguyên Yoga để đón xem những video bài tập mới nhất nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ ngồi trong tư thế thoải mái nhất. Các bạn hãy chỉnh tư thế ngồi làm sao mình cảm thấy thoải mái ha. Rồi hai tay đặt lên đầu gối này. Chậm rãi chúng ta sẽ hít sâu và thở chậm nhẹ nhàng. Hít vào này. Thở ra. Thở chậm. Tiếp tục hít sâu, thở chậm. Với từng nhịp thở hãy nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, tâm trí của mình. Lần cuối này, hít sâu, thở chậm. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ khởi động ha. Mình sẽ khởi động cổ tay. Nữa mình có một vài động tác chống tay nên mình khởi động cổ tay để đỡ đau tay, xoay tròn cổ tay của mình, hít thở đều, ngược lại này, rồi tiếp theo mình ngồi trong tư thế thoải mái ha, giữ cho cột sống lưng thẳng nè, tay trái đặt sang trái, tay phải đặt sang đầu bên trái của mình, rồi chậm rãi hít vào mình sẽ kéo đầu sang và thở ra đây luôn ha. Rồi, ở đây mình sẽ giữ, chúng ta sẽ cảm nhận căng giãn vùng cổ bên trái này, thả lỏng tay vai của mình ra nha, hít thở đều, hít sâu, thở chậm. Rồi mình đổi bên này, tay phải đặt sang bên phải nhé, tay trái vùng đầu bên phải này, kéo đầu sang, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm. Rồi thả lỏng. Rồi hai tay của mình đặt ở dưới cằm nhé, đẩy cổ về phía sau, hít sâu, thở chậm. Rồi, thả lỏng. Hai tay đặt ở sau đầu, giữ cho lưng thẳng này, kéo đầu dài về phía trước, thả lỏng cột sống lưng của mình này. Giữ cho cột sống lưng thẳng nhé. Rồi nhẹ nhàng thả lỏng hai tay ra. Chúng ta sẽ xoay tròn cổ từ trái sang phải, xoay chậm rãi, hít thở đều. Hít thở đều. Ngược lại, xoay chậm rãi. Không cần phải xoay nhanh nhé, không cần phải xoay nhanh, xoay chậm thả lỏng nữa. Rồi thả lỏng này. Rồi tiếp theo mình giữ cho cột sống lưng thẳng nhé, hít vào vươn hai tay lên, kéo giãn dài hết toàn bộ cột sống lưng của mình lên, thở ra chậm rãi, xoay vặn người sang phải này, tay phải mình sẽ nhấn ở trên thảm, tay trái nhấn bên ngoài đùi phải, tiếp tục hít vào vươn hai tay, kéo giãn hết toàn bộ cột sống lưng của mình lên, thở ra xoay vặn người sang trái, nhấn tay xoay vặn, tiếp tục hít vào vươn hai tay lên, kéo giãn toàn bộ cột sống lưng, thở ra xoay vặn người sang phải, một lần nữa hít vào vươn hai tay lên, thở ra xoay vặn người sang trái, hít vào vươn hai tay, kéo giãn dài cột sống lưng của mình lên, thở ra thả lỏng hai tay sang hai bên, hít vào hai tay sang ngang, thở ra nghiêng người sang phải này, chống tay phải xuống, kéo giãn dài lườn trái, duỗi thẳng tay trái của mình sang, mình có thể chống thẳng tay hoặc co nhẹ khuỷu tay xuống nhé, hít vào về lại giữa này, thở ra hạ sang trái,
kéo giãn lườn phải tương tự như bên kia ha. Úp cái lòng bàn tay xuống nhé, duỗi thẳng tay, xoay mở cái ngực hướng về phía trần ha. Hít vào về lại giữa, thở ra hạ sang phải, kéo giãn dài lườn trái. Tiếp tục, hít vào về lại giữa, thở ra hạ sang trái, kéo giãn lườn phải. Một lần cuối, hít vào về lại giữa, thở ra hạ sang phải, kéo giãn lườn trái. Mình giữ lại ở đây nhé, hít thở đều này. Ba, cứ hít thở đều theo nhịp thở của bản thân ha. Hít thở đều. Hai, một, rồi lần cuối, hít vào về lại giữa, thở ra hạ sang trái, kéo giãn lườn phải. Giữ ở đây, hít thở đều. Ba, hai, một, hít vào về lại giữa. Rồi, thở ra, thả lỏng hai tay của mình. Rồi, tiếp theo mình sẽ đan hai lòng bàn chân lại nè. Đan hai lòng bàn chân lại, hai tay đặt dưới hai chân, giữ cho lưng thẳng. Nhịp nhẹ hai đầu gối lên xuống ha. Đây là tư thế cánh bướm nhé, mình sẽ có động khớp hông hai bên. Hít thở đều. Tư thế này rất là tốt và rất là phù hợp với các bạn mới. Các bạn nào mà không xuống sâu được hai gối cũng không sao hết ha. Cứ làm theo khả năng của bản thân thôi. Rồi, thả lỏng này. Rồi, tiếp theo mình sẽ xoay người sang nhé. Lên tư thế chiếc bàn, tabletop ha. Gọi là tư thế chiếc bàn vì nó có bốn chân như một chiếc bàn này. Hai tay, lòng, hai chân và hai gối này. Rồi, cổ tay và vai của mình giữ trên đường thẳng nhé. Đầu gối và hông của mình trên đường thẳng ha. Rồi, hai đầu gối các bạn nhớ mở bằng hai vai nhé, chứ đừng có chụm hai gối lại ha. Hít vào, thả bụng, thả ngực của mình xuống này, tạo một độ cong ở lưng. Rồi, chúng ta nâng cằm, hướng nhìn lên. Thở ra, cuộn tròn hết lưng của mình lên. Rút cao hết ngực lên, thu cằm về phía ngực của mình. Tiếp tục hít vào này, thả bụng xuống, nâng cằm ngước nhìn lên. Nếu bạn nào mà cảm thấy đau mỏi cổ thì không cần phải ngước nhìn nhiều quá nhé. Thở ra, cuộn tròn hết lưng này, rút cao hết ngực, thu cằm về phía ngực của mình. Tiếp tục hít vào, thả bụng xuống, nâng cằm ngước nhìn lên. Thở ra, cuộn tròn lưng, rút cao hết ngực. Lần cuối, hít vào, thả bụng xuống, nâng cằm, ngước nhìn lên. Và thở ra này, cuộn tròn lưng, rút cao ngực. Rồi, thả lỏng cơ thể của mình nhé. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ chống xuống hai cẳng tay của mình. Mình sang tư thế gọi là tư thế nhân sư ha. Hai cẳng tay chúng ta chống song song với nhau. Mở vai, căng ngực bụng của mình về phía trước. Rồi, động tác này nó sẽ giúp giãn cái cột sống lưng của mình và giúp tập cái hơi thở rất là sâu, hơi thở gọi là hơi thở xuống vùng bụng, nhưng mà thực ra là nó giúp cho cái cơ hoành của mình nó mở ra một tí xíu để mình có thể tập cái hơi thở sâu của mình ha. Các bạn nào mà hay bị thở nông, thở gấp hoặc là hơi thở không được tốt cho lắm thì mình có thể nằm tư thế này, vừa thư giãn và vừa tập hơi thở. Nếu ai mà cảm thấy hơi đau cột sống lưng ấy, hơi mỏi ấy, thì thay vì chống trên hai cẳng tay, chúng ta có thể đan xuống hai cái cẳng tay của mình. Mình nằm lên cẳng tay nhé. Ok, các bạn có thể nằm lên cẳng tay. Ok, lựa chọn dễ hơn ha. Rồi, giữ ở đây nè. Hai, hít thở đều. Cố gắng hít thở sâu, chậm, thả lỏng cơ thể của mình ra ha. Rồi, một, thả lỏng rồi hạ người xuống nè. Rồi, hai tay các bạn chống ngang ngực nhé. Rồi, hạ người xuống, hai tay chống ngang ngực. Hít vào, chậm rãi mình sẽ trường cái ngực lên. Tư thế rắn hổ mang này. Mình nhấc cái ngực lên ha. Cửa tay áp vào hông nhé. Mở hai cái vai ra ha. Không có bè cửa tay ra ngoài nhé. Rồi, không cần phải đẩy lên quá cao. Ai cảm thấy đau mỏi lưng thì không cần phải nâng lên quá cao ha. Rồi, mở cái vai của mình ra nhé. Đừng có nhô cái hai cái vai lên. Hạ vai xuống nè.
Rồi, chậm lại này, thở ra hạ xuống. Ok, rồi hít vào mình đẩy lên lại tư thế tấm ván này. Chúng ta chống hai tay lên này, lên tư thế tấm ván plank ha. Ok. Rồi, ở đây này, thở ra nhẹ nhàng mình sẽ về tư thế chó mặt downward facing dog. Các bạn đẩy hết hông và mông lên cao về phía sau. Duỗi thẳng tay và lưng của mình. Rồi, với các bạn mới ấy, thì mình nên bước chân về phía trước một tí xíu nhé để đỡ căng hai dây chằng hai chân. Rồi, chúng ta có thể co nhẹ hai gối xuống. Các bạn nào mà hạ được gót chân xuống luôn ấy mà không có bị gù lưng ấy hay là căng dây chằng thì các bạn cứ hạ. Rồi, với các bạn nào mà cảm thấy hơi khó chịu một chút với dây chằng thì mình co nhẹ hai gối và nhấc gót chân lên nhé. Đẩy hết hông và mông lên cao về phía sau này. Duỗi thẳng tay và lưng của mình. Hít thở đều, tư thế chó mặt nó rất là tốt để giúp cho lưu thông tuần hoàn máu, đưa máu về não này và thư giãn ở đây. Hít thở đều ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể nhịp gót chân, đưa gót chân về phía thảm để kéo giãn hai dây chằng của mình. Hít thở đều, 3 2 1. Rồi chúng ta làm lại một lần nữa này. Hít vào về lại plank, tư thế tấm ván nhé. Plank, tư thế tấm ván. Rồi thở ra này, hạ đầu gối. Chúng ta co nhẹ khuỷu tay và hạ ngực cảm sát đắt xuống này. Ok. Rồi hít vào trường về phía trước lên đắng hổ mang này, mở vai, căng ngực bụng của mình ra. Rồi thở ra này, hạ này. Tiếp tục hít vào đẩy lên plank, tư thế tấm ván. Thở ra về chó mặt đã có facing dog, đẩy hết hông và mông lên cao về phía sau, duỗi thẳng tay và lưng của mình. Rồi nhẹ nhàng co đầu gối đây. Chúng ta bước hai chân về phía trước. À, chậm rãi thôi nhé, bước hai chân về phía trước. Rồi mình sẽ duỗi thẳng lưng về phía trước. Lưng của mình sẽ song song với mặt thảm nhé, giữ cho lưng thẳng. Rồi thở ra gập người xuống ha. Chúng ta có thể co nhẹ hai đầu gối xuống ha, để đỡ căng dây chằng và căng mỏi thắt lưng nhé. Các bạn nào gù lưng thì nên co đầu gối xuống. Rồi, hít vào vươn hết hai tay lên, kéo giãn dài hết toàn bộ cột sống lưng, vươn hết người lên. Thở ra, chụm tay trước ngực. Hít sâu ở đây. Thở chậm. Rồi. Chúng ta tiếp tục này, hít vào vươn hai tay lên, kéo giãn ra toàn bộ cột sống lưng của mình nhé. Rồi, thở ra, gập nhẹ nhàng người xuống này, hạ hai tay xuống thảm. Chúng ta có thể co nhẹ đầu gối ha, nếu căng dây chằng nhé. Rồi, chậm rãi hít vào, bước dài chân phải về phía sau, hạ đầu gối chân phải xuống, vươn hai tay lên này. Rồi, nhấn người xuống, giữ ở đây, hít thở đều nhé. Rồi, mình giữ đây, mình chỉnh lại tư thế tí xíu nè các bạn. Cố gắng giữ cho gối và cổ chân trước trên đường thẳng này nhé. Lưng thẳng, hai tay vươn qua đầu. Thả lỏng nhẹ hai vai ra, không cần gồng nhé. Thả lỏng nhẹ hai vai. Nếu ai đau gối trống quá thì mình có thể thu khoảng cách chân lại. Hoặc kê một cái chăn êm ở dưới gối nhé. Ba, hít thở đều. Hai, một, chậm rãi hạ hai tay xuống thảm này. Rồi hít vào về plank, tư thế tấm ván nhé. Ok, thở ra nhẹ nhàng hạ đầu gối, co khuỷu tay, hạ ngực cằm sát đất. Rồi tiếp tục hít vào trường về phía trước lên đắng hổ mang này, mở vai, căng ngực bụng. Ok, rồi thở ra hạ. Hít vào đẩy lên lại plank, tư thế tấm ván. Tấm ván nhé. Rồi thở ra về chó mặt này, downward facing dog. Các bạn đẩy hết hông và mông lên cao về phía sau nhé. Duỗi thẳng tay và lưng của mình ra nhé. Rồi các bạn nào căng dây chằng, co nhẹ hai gối xuống ha. Rồi tiếp theo hít vào nhấc cao chân phải lên về phía sau. Rồi, chậm rãi nhấc lên này. Rồi thở ra bước chân phải về phía trước. Hạ đầu gối chân trái xuống. Rồi, chậm rãi hít vào mình vươn hai tay kéo giãn dài cột sống lưng của mình lên này. Rồi, rất tốt, thở ra hạ hai tay xuống. Hít vào bước chân trái lên. Rồi, mình nâng nửa người
kéo giãn dài cột sống lưng về phía trước, lưng song song với mặt thảm này. Nhẹ nhàng thở ra, gần người xuống, có thể co nhẹ gối nhé. Hít vào, vươn hết hai tay lên, kéo giãn hết toàn bộ cột sống lưng của mình lên. Và thở ra, chậm tay trước ngực. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên, kéo giãn dài hết toàn bộ cột sống lưng của mình. Thở ra, gập người xuống, hai tay xuống thảm. Có thể co nhẹ gối. Hít vào, bước dài chân trái về phía sau, hạ đầu gối chân xuống. Mình vươn hai tay, kéo giãn dài hết toàn bộ cột sống lưng của mình lên. Rồi giữ ở đây tí xíu, chỉnh lại động tác ha. Đầu gối, cổ chân trước trên đường thẳng này, lưng thẳng nhé. Thả lỏng nhẹ hai vai, không cần gồng ha. Ai đau gối thì mình thu khoảng cách chân lại. Hoặc là nếu mình cảm thấy đau thắt lưng ấy, khi làm động tác này ấy, thì mình đổ nhẹ người tới và thu khoảng cách chân lại. Đừng để đau thắt lưng nhé. Hai, hít thở đều. Một, chậm rãi hạ hai tay xuống thảm này. Rồi hít vào, về lại plank, tấm ván. Thở ra, hạ đầu gối, co khuỷu tay, hạ ngực cầm sát đất. Hít vào, trường về phía trước, lên rắn hổ mang, mở vai, căng ngực bụng này. Không cần phải nâng lên quá cao đâu, nâng lên phù hợp với cơ thể của mình. Rồi thở ra, hít vào, đẩy lên plank, tay trái tấm ván. Và thở ra, chúng ta về tư thế chó mặt, downward facing dog. Mình đẩy hết hông và mông lên cao về phía sau, duỗi thẳng tay và lưng. Rồi, có thể co nhẹ hai gối nhé. Hít vào, nhấc cao chân trái lên về phía sau. Chậm lại, nhấc chân trái lên về phía sau. Thở ra, bước dài chân trái về phía trước. Hạ đầu gối chân phải xuống. Hít vào, vươn hai tay lên, kéo giãn dài toàn bộ cột sống lưng của mình. Rồi, thở ra, hạ hai tay xuống thảm. Hít vào, bước chân phải lên. Chúng ta nâng nửa người, kéo dài thẳng lưng về phía trước, lưng song song mặt thảm. Nhẹ nhàng thở ra, gập người xuống. Hít vào, chúng ta vươn hai tay lên, kéo giãn dài hết toàn bộ cột sống lưng của mình lên. Và thở ra, chậm tay trước ngực. Hít sâu ở đây. Thở chậm. Hít sâu. À, chào. Như vậy là Nguyên đã hướng dẫn xong chuỗi động tác dành cho người mới hoàn toàn. Rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video của Nguyên. Nếu thấy hữu ích thì chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên bấm theo dõi kênh của Nguyên Yoga để đón xem những video mới nhất nhé.